Hello hello, em Nam xin chào toàn thể các bác trên kênh. Hôm nay mùng 1 đầu tháng thì em Nam xin chúc các bác là phát tài phát lộc này, mọi sự hanh thông và mua may bán đắt. Theo nguyện vọng của một số bác và một số bác đã alo hoặc là inbox Zalo cho em là làm lại một clip thật là tỉ mỉ, thật là chi tiết về cái chiếc xe MGHS Sport của nhà em. Xin giới thiệu với các bác, đây là chiếc MGHS Sport sản xuất năm 2020 và lăn bánh được trên 2 vạn km. Đây là một cái thương hiệu của Anh nhưng bây giờ thuộc sở hữu của một cái tập đoàn ô tô lớn ở tại Trung Quốc. Ngày hôm nay thời tiết thì cực kỳ là nắng đây, như các bác xem này, em tìm mãi thì mới có một cái khoảng đây này, một cái chỗ này bóng mát để làm một cái clip cho các bác xem. Cái chiếc xe này thì em đã mua về được loanh quanh, em xem nào, tính ra bây giờ nó cũng phải sang đến tuần thứ 2. Con này là sản xuất năm 2020 và nó lăn bánh được 2 vạn này. Con này là lăn bánh được 2 vạn, bây giờ là 2 vạn 6 rồi các bác. Nội ngoại thất của nó còn rất là đẹp, chất xe của nó còn rất là mới. Nó được đăng ký vào tháng 12 năm 2020, mang biển số là Hưng Yên 89A23353. Xe bên em bán ra thì cam kết luôn cho các bác là không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Thì có một số bác cũng đã biết rồi, còn một số bác thì chắc cũng chưa tìm hiểu về cái thương hiệu này bao giờ. Cái hãng xe ô tô MG này có nền tảng phát triển, tức là sản xuất ô tô từ năm 1924, tức là một cái hãng xe nó được thành lập cũng khá là lâu đời rồi, trải qua rất là nhiều các cái gọi là giai đoạn thăng trầm ở trong lịch sử và đã bán, tức là cái thương hiệu này nó đã được mua bán sang nhượng cho rất là nhiều các cái tập đoàn ô tô lớn. Như em tham khảo thì hình như là BMW cũng đã có một cái thời gian là sở hữu cái thương hiệu MG này. Nhưng mà trong cái quá trình mà, tức là trong cái giai đoạn mà BMW sở hữu và phát triển ấy, thì nó cũng không được thành công cho lắm. Đến năm 2005 đến 2007 thì nó được sang nhượng cho một cái tập đoàn ô tô rất là lớn của Trung Quốc là SAIC. SAIC một cái tập đoàn ô tô sản xuất ô tô rất là lớn của Trung Quốc. Thì đến năm 2017 nó đã đạt được rất là nhiều cái thành tựu vượt bậc, tức là ở một số nước thì cái số lượng xe MG này doanh số bán ra rất là cao. Đặc biệt là bây giờ MG được sản xuất ở tại Trung Quốc này, ở tại Thái Lan này. Khi chúng ta đi du lịch Thái Lan hay là sang bên Trung Quốc chẳng hạn thì không khó để gặp một cái chiếc xe MG này lăn bánh ở trên đường. Thì sau đây em sẽ mời các bác đi xem xe. Xe của nhà em là sản xuất năm 2020, nó lăn bánh là tháng 12 năm 2020. Số km đã đi là khoảng 2 vạn 6.000 km. Nội ngoại thất còn rất là đẹp, chất xe còn cực kỳ là mới. Biển kiểm soát của xe là 89A23353. Xe mang ngoại thất màu đỏ pha lê, một cái màu sơn rất là thời trang và đẹp, giống như những cái chiếc xe CX-5 đời mới các bác. Cái màu đỏ của CX-5 đời mới nó sẽ thay đổi theo cái cường độ chiếu sáng, tức là sau khi mà ra nắng thì cái màu sắc của nó sẽ tươi hơn rất là nhiều. Bây giờ hiện tại là em đang đỗ xe ở trong cái vị trí rất là dâm để em làm clip cho các bác xem. Ở bên ngoài ngoại thất của xe, nếu mà để mà xét ấy, thì về cái tổng thể cái chiếc xe này và cái kiểu dáng của nó thì nó nhăng nhác giống như những chiếc xe Đức, đặc biệt là những chiếc xe GLC 300, GLC của Mercedes. Đây này các bác này, so với lại CX-5 thì cái trục chiều dài cơ sở của chiếc xe này nó dài hơn một chút. Nhìn nó rất giống như những cái chiếc xe 7 chỗ nhưng nó chỉ là xe 5 chỗ thôi. Thế nên là cái diện tích và không gian sử dụng ở bên trong xe thì nó cực kỳ là rộng rãi. Cái kiểu dáng của con này thì nó rất là lôi cuốn người nhìn. Đây các bác nhìn này, nó có một cái vẻ gì đấy rất là sang trọng này, rất là lịch lãm này, rất là hợp thời trang. Đây, cái màu sơn của nó phải khẳng định luôn với các bác, ở cái màu đỏ pha lê này là cái màu em thích nhất này. Này, ở cái tổng thể phía phần đuôi xe này thì đặc biệt phải khẳng định luôn là nó rất giống như những cái chiếc xe Mercedes GLC. Đây. Đấy. Động cơ 1.5 turbo ở phía đằng sau này, cái đường xả của nó cũng là bô kép này các bác nhìn đây này. Đặc biệt là nhìn trực diện như này thì kể cả là cái cụm đèn hậu của xe thì cũng giống như những chú xe Mercedes đây này. Đó, nhìn rất là đẹp.
Con này là phiên bản HS Sport này, một cái phiên bản thấp nhất của cái MGHS ở tại Việt Nam. Ở nhà em còn một chiếc là phiên bản Trophy. Phiên bản Trophy là phiên bản cao cấp nhất, có hai cái ghế thể thao và cái tông màu nội thất ở bên trong đặc trưng là màu đen và đỏ, nhìn nó rất là sport. Cái con xe đấy thì nó có rất là nhiều chế độ lái và đặc biệt là cái chế độ Super Sport. Khi mà chuyển lên chế độ Super Sport mà các bác đạp ga thì chỉ có lưng dính ghế thôi. Nó có thể tăng tốc động cơ 1.5 nhưng mà nó có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km trong vòng 7 giây nếu mà các bác chuyển về chế độ Super Sport. Ở trên cái phiên bản này thì đặc biệt là không có cái chế độ đấy. Đấy. Cái con xe này ở trên phiên bản này thì đi nó rất là nhẹ nhàng. Thứ nhất là cách âm của nó rất là tốt này. Nói chung là đạp ga thì nó cũng không có độ trễ đâu. Nó chỉ là không bốc như cái chiếc xe ở trên phiên bản tức là cái chế độ ở trên phiên bản Trophy thôi các bạn. Đấy. Cách âm tốt, thân vỏ liền lạc. Cái con này nó tỏ ra rất là vững chắc này. Nói chung là rất là chắc chắn khi đi qua những cái cung đường sóc hay cung đường vặn vẹo này. Nó hoàn toàn không tỏ ra kiểu dạng như là gây ra những cái tiếng kêu khó chịu khi chúng ta di chuyển qua những cái cung đường xấu. Đó. Cách âm khoang máy thì đặc biệt là cực kỳ tốt. Khi di chuyển cái chiếc xe này thì chúng ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng động cơ vọng vào trong cabin. Đấy. Cái dàn lốp đi theo xe của cái dòng xe này thì họ đã cho đi theo một cái bộ lốp Michelin rất là xịn sò, một cái bộ mâm hợp kim R18 nhìn rất là hợp thời trang. Đây các bác xem này, cái chiếc này hơn 2 vạn km thì 4 quả lốp Michelin của nó đều là lốp theo xe. Phải khẳng định luôn với các bác này, nó không khác gì những chiếc xe từ hãng đi ra, rất là dày dặn và rất là mới. Cái chiếc xe này nó lăn bánh khi mới rơi vào khoảng loanh quanh 800 triệu đồng. Thì bây giờ nhà em đang chào bán ra mức giá là 680 triệu đồng. Một cái mức giá tiền vô cùng là hợp lý. Nếu mà các bác nào mà chê cái loại dòng xe MG này thì phải khẳng định luôn là các bác chưa đi thử. Nếu mà đã đi thử này, mắt thấy tay sờ này, mục sở thị và cảm nhận thì khẳng định luôn là không chê được cái xe này ở một cái điểm gì. Thực sự là tất cả những cái chiếc xe mà xuất xứ từ Trung Quốc hay là nói chung là cứ dính dáng lên hàng Trung Quốc mà về Việt Nam thì nó luôn luôn bị e dè, luôn luôn bị kiểu như lo ngại là một cái sản phẩm tốt mã rẻ cùi. Đó, tức là nhìn thì có thể là đẹp mắt hay là hợp thời trang, nhưng mà về cái mấu chốt tức là cái độ bền trong cái quá trình sử dụng ấy thì lại rất là kém. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái chiếc xe Trung Quốc về Việt Nam thì hoàn toàn không giống như những cái sản phẩm mà trước đây đưa về. Những cái chiếc xe Trung Quốc đưa về Việt Nam bây giờ giá thành cũng rất là cao, cái độ bền của sản phẩm nó cũng rất là lớn. Riêng cái chiếc xe MG này thì nó được bảo hành 5 năm không giới hạn km. Tức là đại lý của nó bây giờ gần như là tỉnh thành nào cũng có. Và thứ hai là cái chiếc xe này các bác khi mà các bác mua về ấy, mà các bác có chạy ngày chạy đêm chạy được đến 100 vạn km mà trong cái thời hạn bảo hành là 5 năm. Nếu có lỗi do nhà sản xuất này, một là lỗi khung gầm, hai là lỗi động cơ thì người ta vẫn bảo hành cho các bác bình thường. Đó. Về kiểu dáng của xe thì phải khẳng định luôn là nó rất là đẹp, không có một cái điểm gì phải chê. Cái mặt ca lăng này giống như những cái bầu trời sao. Nói luôn là trên cái mẫu mẹc CLA thì nó cũng có cái mặt ca lăng giống như này. Ở cái phiên bản HS Trophy thì nó còn có một cái đèn LED định vị ban ngày ở cái vị trí này. Thế nhưng ở trên phiên bản HS Sport này nó chỉ có cái đèn định vị ban ngày là 9. Đây nó làm giống như 9 cái viên pha lê này các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhìn rất là đẹp. Đèn chiếu sáng của cái chiếc xe này nó đã có đèn bi rồi nhưng mà không phải là đèn xenon mà vẫn là đèn halogen. Các bác mà muốn về cho cái cường độ ánh sáng nó tức là nó sáng hơn và nó đẹp hơn thì các bác có thể thay bóng led hoặc là bóng xenon. Xe nhà em bán ra thì chắc chắn là luôn cam kết và bảo hành cho các bác rồi. Xe không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Nói chung là con xe này không khác gì một cái chiếc xe vừa mới từ hãng đi ra. Hôm trước em đã làm một clip rồi nhưng mà có rất là nhiều các bác gọi điện đến cho em bảo em quay lại một lần nữa về cái chiếc xe này. Nên hôm nay em đã lên một cái clip này nữa để cho mọi người cùng được xem. Bốn cái quả lốp này thì khẳng định luôn với các bác thì không khác gì những chiếc xe mà bày ở trong hãng. Nói thẳng luôn là cái xe này nó đi phố nên chạy khoảng trên 2 vạn km thì độ mòn ở trên bề mặt lốp nó gần như là chưa có. Bốn cái quả mâm, đây là mâm phay này. Cái mâm R18 này ở trên bề mặt mâm của nó hoàn toàn là không có xước sát gì. Bề mặt sơn thì cực kỳ đẹp. Cái con này mà khi đi ra ánh nắng này, cái màu đỏ của nó nhìn nó tươi hơn rất là nhiều, nhìn rất là đẹp. Màu này là màu đỏ pha lê, nó sẽ thay đổi theo cái cường độ chiếu sáng. Nói chung là cái chiếc xe MG này nó cực kỳ là, nói thẳng ra mới
là nếu mà các bác mà chưa trải nghiệm thì đúng thật sự là phí. Cái con này thân vỏ của nó rất là dày dặn này, chúng ta gõ và cảm giác cảm nhận luôn được cái tiếng nó rất là khác. Và thứ hai là ấn tay này, nó không mang lại cái cảm giác nó mỏng manh hay là nó phòng phành. Cũng như những cái chiếc xe đời cao khác thì nó cũng đã được trang bị và hỗ trợ này, chìa khóa thông minh này, có luôn cái nút bấm mở cửa ở trên tay kéo cửa. Sau đây thì em sẽ đi vào các cái chi tiết nội thất của cái chiếc xe này để cho mọi người cùng được xem. Phải khẳng định luôn là các cái chi tất cả những cái chi tiết nội thất ở bên trong xe này, tức là nó được cấu tạo, tức là nó cấu thành lên từ các cái loại vật liệu bền. Cái này thì chúng ta nhìn thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được. Mà em nói thật luôn là trên một cái sản phẩm nó không chất lượng, nó kém và nó không ra gì, thì ngay từ đầu chúng ta đi chúng ta đã cảm giác được luôn. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận tới nó thì chúng ta nhìn, tức là chúng ta nhìn đã thấy cái vật liệu đấy nó mang lại một cái vẻ gì đấy nó không bền vững rồi. Nói chung là nó kém ngay từ đầu rồi. Còn cái chiếc xe này thì nó hoàn toàn khác. Khi chúng ta vận hành chúng ta cảm thấy nó không có một cái điểm gì mà chúng ta cảm nhận là nó kém cỏi hay là nó kém bền. Còn tất cả những cái vật liệu ở bên trong, tức là cái độ hoàn thiện về cái nội thất của cái chiếc xe này thì nó không kém bất cứ một cái hãng xe nào. Đây, sau đây em sẽ quay cho các bác xem. Về các cái trang thiết bị cơ bản của nó thì option của cái con này ở trên cái phiên bản này thì cũng gần như là đầy đủ. Nó cứ coi như đây là một cái phiên bản ZS bản full đi. Tức là nhưng mà nó sẽ còn, nó có nhiều chức năng hơn. Bởi vì đây nó là cái dòng xe cao cấp hơn, tức là cái mã CHS này nó phải trên một bậc so với lại ZS. Đây, ghế da thì là ghế da đen. Nói thẳng với các bác luôn là da của nó cũng không phải là loại kém đâu. Em nghĩ đây là da tốt ấy. Bởi vì cái chiếc xe này nó lăn bánh được gần 3 vạn km rồi. Nếu mà các bác nhìn vào đây thì các bác sẽ thấy này, cái mép ghế này, cái xe này thứ nhất là nó không có cái bậc bước lên xuống. Mỗi khi em leo ra đeo vào thì em toàn phải đẹn qua cái mép ghế này. Nếu mà cái chất liệu da kém này, mút kém, nó sẽ tạo độ nhăn ở cái vị trí này. Nó rất nhăn, rất xấu. Bởi vì cái con này nó cũng 2 vạn 6.000 km và nó sử dụng được gần 1 năm rồi. Gần 1 năm tuổi rồi. Nó sắp sinh nhật 1 năm tuổi rồi các bác. Nó lăn bánh tháng 12. Mà bây giờ cũng bắt đầu bước sang tháng 12 rồi. Sắp đến ngày sinh nhật của nó rồi. Đây, nếu mà vật liệu nó không bền này, hoặc là nó kém này, thì nó sẽ thể hiện cái độ xuống cấp của nó thấy rõ rệt. Đây, mép ghế của cái chiếc xe này nó hoàn toàn không khác gì một cái chiếc xe từ hãng đi ra. Cái bề mặt da lòng ghế này, cái này em phải ghi nhận luôn, phải khẳng định luôn là cái chất liệu da của cái chiếc xe này rất là tốt chứ không phải là không tốt. Bởi vì nếu mà kém nó sẽ thể hiện là nó sẽ bị trùng này, bị mòn ở cái lòng này. Và thứ hai là ở các cái mép ghế này nó sẽ bị dập, nó dập, nó rách ở vị trí này. Và nó sẽ nhăn nheo ở cái vị trí này, hoặc là nó mòn, nó bợt hết tất cả những cái vị trí da này ra. Đấy, các bác nhìn này, cái ghế lái nó của nó cũng không khác gì một cái chiếc xe mới. Cái con này thì ở bên kia thì em chưa để ý, hình như là bên kia nó vẫn là chỉnh cơ. Đâu xem nào, không biết là điện hay cơ, một chút nữa sang sẽ quay vào cho mọi người xem. Tại vì thường thường em đi em hay ngồi bên ghế lái nên em không để ý ở bên kia nó là chỉnh điện hay là chỉnh cơ. Ghế lái thì của nó là chỉnh điện đây các bác này. Hệ thống an toàn của nó thì là 6 túi khí. Để em đếm cho các bác xem nhé. 1 này, 2 này. Đây, 1 này, 2 này. Đấy. Tiếp tục còn ở đâu nữa nhỉ? À không. Con này là 4 túi khí thôi các bác. Con này là 4 túi khí thôi chứ không phải là 6 túi khí. Nó chỉ có một túi ở đây này, một túi bên phụ này và hai túi ở ghế này. Đây này. Đây này. Airbag này. Cái nội thất của cái chiếc xe này thì nó lại có rất là nhiều điểm giống cái dòng xe Mazda. Cái kiểu cách thiết kế nội thất đây các bác nhìn này. Nhưng mà phải khẳng định luôn là nó là một cái chiếc xe mà xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng mà nó mang lại một cái gì đấy mà chúng ta cảm nhận được là nó không Trung Quốc một tí nào, nó không tàu một tí nào cả. Nói chung là tiền nào của đấy. Cái chiếc xe này loanh quanh mua mới nó cũng trên 800 triệu đồng. Thì phải khẳng định luôn là cái chất lượng sản phẩm của nó cũng không phải là tồi. Đây, cái cụm công tắc lên xuống kính ở cái cửa bên lái này. Cái này thì lại đặc biệt là rất giống trên những chiếc xe mẹc đây này các bác này. Nó cũng được mạ kiểu dạng như là mạ hợp kim này. Nhìn nó rất là sang. Đây, cái tay kéo cửa nữa này. Ở cái vị trí này, ở cái vị trí này nó giống như kiểu là cái da công nghiệp hay là cái nhựa mềm ấy. Ở bên dưới này thì chắc là da công nghiệp rồi. Đây, cái tắp bi cửa thì nó được may bởi đây này. Đây là da các bác. Đó, đây,
các cái đường chỉ may rất là tỉ mỉ. Sau đây em sẽ vào trong khoang nội thất này để em giới thiệu qua cho mọi người. Con này thì nó được hỗ trợ một số các cái option cơ bản. Đây, ví dụ chẳng hạn như auto hold này, hay là phanh điện tử này, hỗ trợ đồ đèo này. Cốp của ở trên phiên bản này thì cốp nó chưa phải là cốp điện, nó vẫn là cốp cơ. Ở đây là cái cổng cắm USB và cái sạc pin. Đây, cái vị trí này và vị trí này em nhìn khá là thích, nhìn nó rất là sang trọng. Cái này nó giống như kiểu là cái nhôm phay nhôm xước ấy các bác này. Đây, nó rất là đẹp này. Đây, phải nói là không chê được một cái điểm gì. Cái cần số của MG này nhìn nó cũng rất là sang. Đây các bác nhìn xem, nó đi số, nó vào các cái cửa số nó rất là nhẹ nhàng. Ở cái phía mặt táp lô, phía trước mặt người lái này, cái kiểu cách thiết kế của nó rất là đẹp. Các cái cửa gió ra nhìn nó rất là sang trọng. Đây, ở cái vị trí này, tức là ở đây, các bác nhìn này, ở phía trước mặt người lái này, nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Cái vô lăng nó thiết kế rất là thể thao. Trước đấy thì bác chủ bác không bọc vô lăng, nhưng mà sau khi mua về thì em bọc một cái vô lăng vào để em đi lại loanh quanh cho nó. Em sợ là nhỡ đâu mà mình đi nhiều hay là như nào, cái vô lăng nó bóng thì sợ mọi người lại chê. Nhưng mà thực sự là cái da vô lăng này em cảm giác nó rất là bền. Đây, cái bác chủ cũ bác hoàn toàn không bọc đâu, nhưng mà cái vô lăng nó cũng không khác gì là mới. Nó cũng chạy được hơn 2 vạn km mà một năm rồi. Cái cửa gió ra điều hòa ở cái phía vị trí này và cái vị trí bên phụ, cái này thì em thấy nó giống trên những chiếc xe Mercedes này, nhìn nó rất là sang. Ở trên một số mẫu xe Mazda thì nó cũng kiểu hao hao như thế này. Cái chiếc xe này về cái nội ngoại thất của nó thì nó giống như một cái sản phẩm con lai giữa cái hãng Mazda và hãng Mercedes. Đây các bác này, cực kỳ là đẹp. Ở trên cái phiên bản trophy ấy, giống như cái con xe trắng nhà em, thì cái màn hình này nó là màn hình LED. Còn ở cái phiên bản này thì nó chỉ là một cái cụm đồng hồ điện tử bình thường. Đây các bác này, nhưng mà nó vẫn rất là đẹp. Cái vô lăng thiết kế rất là thể thao. Ở bên này là có thể to nhỏ volume và neck bài. Còn ở vị trí bên này là nó sẽ chỉnh các cái chức năng cho cái màn hình ở đây, màn hình bé bé ở trên cái cụm đồng hồ này. Cái phiên bản này thì hoàn toàn lại không có lẫy số vô lăng. Ở trên con ZS nó còn có lẫy số vô lăng, nhưng phiên bản này lại không có. Đây, Cruise Control thì trên phiên bản này nó cũng có. Đây, nó nằm ở giống những chiếc xe mẹt này, ở bên dưới cái cần gạt xi nhan đây các bác này. Đây, đây. Đèn pha cao thấp thì chỉnh ở cái núm chỉnh này. Đó, phải khẳng định luôn là tất cả những cái các cái chi tiết nội thất này nó được hoàn thiện rất là đẹp. Nó không để lại cho chúng ta những cái gì đấy mà kiểu dạng như là một cái mang tính chất kiểu dạng như là tốt mã rẻ cùi, tức là cái vật liệu nó không bền, hay là nó làm nó rất là sơ sài. Cái này nó rất là chỉnh chu, nó rất là tỉ mỉ, nó rất là trau chuốt. Đây, da rẻ rất là xịn sò, mang tiếng Trung Quốc, mà em cảm thấy cái chiếc xe này nó không thua bất cứ một cái hãng nào mà đang lăn bánh ở tại Việt Nam trong cái khung giá mà tầm tiền bằng ngang với nó. Đấy, vị trí này thì nó có một cái màn hình trung tâm. Cái màn hình trung tâm này nó rất giống trên những cái mẫu xe của Mazda đây các bác này. Đó, cực kỳ giống. Con này thì có cửa sổ trời toàn cảnh. Nói chung là xe mà cứ có sở có cửa sổ trời toàn cảnh này là ok rồi. Ở trên cái phiên bản ZS Luxury mà nhập Thái, bây giờ nó lăn bánh rơi vào khoảng 680-690. Thì bây giờ nhà em đang bán ra cái con này phiên bản hẳn HS hẳn hoi, xe lướt, không khác gì là mới, mà nó cũng chỉ rơi vào có 680 triệu thôi. 680 triệu có ra lộc cho các bác. Xe thì bao lỗi cho các bác luôn, nó không khác gì một cái chiếc xe vừa mới từ hãng đi ra. Đây, bác chủ cũ bác đã thêm một cái bộ để chân này rồi, về mọi người sẵn sử dụng này, hoàn toàn không phải trang bị thêm. Đây là ở các cái vị trí hàng ghế thứ hai. Cái da ghế thì gần như là mới 100%. Da đen chỉ đỏ nhìn nó khá là nổi bật này. Ghế mối này nhìn rất là đẹp này. Ở trên cái phiên bản trophy ý, phải nói luôn với các bác này, em phải khẳng định là em bị nó hoàn toàn chinh phục và mê hoặc, bởi vì cái nội thất của nó quá là đẹp. Nó có hai cái ghế thể thao ở cái vị trí đằng trước này. Góc nhìn từ ghế sau mà nhìn lên thì nhìn không chê được một cái gì.
Ở hàng ghế thứ hai thì không gian diện tích sử dụng cũng khá là thoải mái. Nói chung là cái chiếc xe này nó rộng, rộng thênh thang, cốp rộng. Cái vị trí đây, cái khoảng cách để chân này, từ hàng ghế thứ hai đến hàng ghế thứ nhất này, các bác xem này, để cực kỳ thoải mái luôn. Cái này là cái cửa gió ra cho cái hàng ghế sau. Đây, từ cái góc nhìn phía sau này, nhìn lên cái hàng, à nhìn lên cái mặt tablo. Đây. Xe cực kỳ là đẹp, nhìn rất là hiện đại. À, cửa sổ trời toàn cảnh đây các bác này. Đấy. Bây giờ hiện tại là em đã cho che cái rèm vào để cho nó đỡ nắng. Con này thì nhà em đang chào bán là 680 triệu đồng. À, có hỗ trợ trả góp nha các bác nhé. Hỗ trợ trả góp tiền ga. À, sau đây thì em sẽ đi quay qua cái khoang động cơ và xin phép kết thúc cái clip này tại đây. Bác nào mà quan tâm đến cái chiếc xe này thì xin liên hệ cho em theo số điện thoại là 0961 266 668 xem xe tại thành phố Thái Nguyên. Đây. Đây là cái khoang động cơ của cái chiếc xe này. Động cơ này là động cơ TGI này, 1.5 turbo. Động cơ này thì rất là bốc và tiêu thụ cũng không quá nhiều nhiên liệu. Nói chung là loanh quanh 8 lít là các bác có thể vận hành được cái chiếc xe này rồi. Cam kết với các bác là động cơ hộp số là nguyên bản. Tất cả những cái chi tiết trong khoang động cơ này, nó chỉ có phủ một cái lớp bụi rất là mờ này trong quá trình sử dụng trước đây. Tức là sau 1 năm sử dụng thì nó hoàn toàn không được dọn vệ sinh. Bởi vì cái chiếc xe này nó rất là sạch sẽ này. Nó chuẩn mực của những cái chiếc xe lướt, gọi là siêu lướt đời cao. Thế nên về em hoàn toàn em không có dọn vệ sinh cái khoang động cơ này. Đây này, các bác nhìn nó rất là mới này. Động cơ 1.5. Đây, cực kỳ là đẹp. Nguyên bản 100%. Các bác mà muốn quan tâm hay tìm hiểu về cái dòng xe MG thì tốt nhất là các bác sau khi xem cái clip của em thì các bác ra ngoài hãng các bác chạy thử và cảm nhận xem những cái điều mà em nói ở trong clip này nó có đúng hay không. Bởi vì em đang có xe này, em đang chào bán chiếc xe này, đôi khi em nói thì các bác sẽ không tin. Nhưng mà cứ mục sở thị mắt thấy tay sờ và các bác sẽ được trải nghiệm ở ngoài hãng ấy, thì các bác sẽ thấy có một cái cảm nhận nó gọi là khách quan nhất. Khẳng định luôn là trong cái tầm giá thì MG luôn là một cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Ngoài một cái thương hiệu mới thì chúng ta không có một cái điểm gì để chê cái dòng xe này. Thứ nhất là ở tầm tiền nó rất là phù hợp này. Giá tiền rất là ok. Và thứ hai là cái vận hành rất là hoàn hảo. Thứ ba là cái chế độ hậu mãi bảo trì hay là bảo hành sau bán hàng bây giờ nó thuộc dạng là khủng nhất. Nó đang được bảo hành lên tới tận 5 năm mà không giới hạn km để khẳng định luôn về cái độ bền của cái thương hiệu của cái chiếc xe này. Cái sau đây thì cái clip này nó cũng đã dài rồi. Em xin phép kết thúc cái clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau. Bác nào mà quan tâm đến cái chiếc xe này thì xin liên hệ cho em theo số điện thoại là 0961 266 668 xem xe tại thành phố Thái Nguyên. Bên em có hỗ trợ trả góp cho tất cả các tỉnh miền Bắc các bác nhé.